Từ vụ việc một cô gái đi bán dâm để lấy tiền trả nợ vay nặng lãi, Công an Hà Nội đã mở rộng điều tra, phát hiện danh sách gần 1.000 khách hàng vay tiền với tài sản thế chấp là hình ảnh khiêu dâm của chính con nợ. Và đối tượng cho vay tiền với lãi suất lên tới là 730% một năm. Nếu không trả tiền đúng hạn thì người vay sẽ bị đăng tải clip nóng, hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội. theo đó công an quận nam từ liêm hà nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn thị vân anh đào quốc huy chồng của vân anh bùi ngọc thủy và khương thị tuyến về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch đây là các bị can liên quan tới đường dây cho vay nặng lãi tín chấp bằng hình ảnh khiêu dâm vừa bị lực lượng chức đang triệt phá. Từ cuối tháng 12 năm 2020, Huy và Vân Anh tham gia các nhóm kín trên mạng xã hội liên quan tới hoạt động mại dâm để quảng cáo cho vay tiền theo hình thức bốc bắt họ. Người muốn vay tiền phải quay clip chụp ảnh khỏa thân cùng chứng minh nhân dân, đồng thời cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu điện thoại, các tài khoản mạng xã hội và tài khoản iCloud. Nếu người vay không trả tiền đúng kỳ hạn sẽ bị đăng tải công khai ảnh khỏa thân lên mạng xã hội. Thông qua tài khoản cá nhân trên trang web micast vn vợ chồng Văn Anh đã cho gần 1.000 người vay lãi với tổng số tiền lên tới hơn 5 tỷ đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này là hơn 1,3 tỷ đồng.